Vậy thì mình có thể thấy là một khuôn nhạc DG nó sẽ có 8 ba, và một ba như vậy nó sẽ có 4 nhịp. Cho nên là 8 ba mà nhân cho 4 nhịp thì một khuôn nhạc DG sẽ có tổng cộng là 32 nhịp. Ok, đây là cái phần kiến thức cơ bản nhất về một khuôn nhạc DG. Mình nắm chắc được cái phần này thì cái phần soạn nhạc của mình nó sẽ rất là chính xác, và nó giúp cho mình soạn nhạc được tự tin hơn. Ok, hôm nay mình sẽ tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một bài nhạc DJ ha. Vậy thì nhìn trên cái hình ảnh này mình có thể thấy là một bài nhạc DJ nó sẽ được cấu thành từ nhiều khuôn nhạc DJ được nối liên tiếp với nhau. Và thường thì một bài nhạc DJ á, nó sẽ có 3 phần chính là phần intro, phần chính của bài và phần outro. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu mình nghe thử cái phần intro coi nó như thế nào ha. Và thường thì một bài nhạc DJ thì cái phần intro của nó kéo dài từ 1, 2 hoặc là 3 khuôn ha. Ok, sau khi mình thấy hết hai cái khuôn intro rồi thì bắt đầu nó vô bài, và cái người producer này người ta đưa cái phần điệp khúc của bài nhạc lên phía trước để giới thiệu cho mọi người ha. Rồi mình nghe thử xem là sau cái phần điệp khúc này thì nó sẽ vào cái gì. Rồi đây chính là cái đoạn rap của bài nhé. Đoạn rap chính là một chỉ có nhạc cụ ở trong đó. À, có những cái ru, những cái tiết tấu và một ít những cái effect vocal người ta chêm vô tạo ra cái điểm nét riêng của một cái bài nhạc. Cái đoạn này gọi là đoạn rap ha. À, vậy thì mình có thể thấy là sau khi cái đoạn rap hai khuôn xong rồi thì ca sĩ bắt đầu hát vô cái phần đầu của bài nhạc ha. À. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tiếng khóc khóa chồng đi. Ok, sau khi ca sĩ hát hết cái đoạn điệp khúc chorus thì chắc là bắt đầu vô lại phần drop một lần nữa. Ok, ở đây mình nhìn cái sóng mình có thể thấy là nó một cái đoạn thưa và cái màu nó sáng ha. Thì thường là đây là cái cấu trúc tiêu biểu của một bài nhạc. Sau khi ca sĩ hát một lần đầu đoạn verse, sau đó đến cái đoạn điệp khúc là chorus, rồi đến đoạn drop. Thì sau cái đoạn drop đó sẽ đến cái đoạn gọi là big breakdown, là một cái đoạn nghỉ, nhạc nó sẽ dịu lại ha. Và sau đó nó sẽ dồn lên. Nó dồn lên để nó quay lại drop một lần nữa. Có thể thấy là sau khi chơi hai khuôn drop nữa thì bài nó ra hai khuôn intro ha, là kết thúc bài. Vậy thì đây là một cái cấu trúc khá là tiêu biểu và cơ bản của một bài nhạc DJ. Có thể có những bài khác cái cấu trúc nó hơi khác một chút, nhưng mà nó vẫn sẽ dựa trên cái cấu trúc chính là như vậy. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem là một khuôn nhạc DJ nó có những cái gì ở trong đó nha, để mình bắt đầu chuyển qua cái phần đếm nhịp và mình đánh dấu bài, phục vụ cho cái việc mixing và soạn bài. Vậy thì mình có thể thấy là một khuôn nhạc DJ nó sẽ có 8 ba, và một ba như vậy nó sẽ có 4 nhịp. Cho nên là 8 ba mà nhân cho 4 nhịp thì một khuôn nhạc DJ sẽ có tổng cộng là 32 nhịp. Ok, đây là cái phần kiến thức cơ bản nhất về một khuôn nhạc DJ. Mình nắm chắc được cái phần này thì cái phần soạn nhạc của mình nó sẽ rất là chính xác, và nó giúp cho mình soạn nhạc được tự tin hơn. Ok, cảm ơn các bạn.